không giống con nghèo. Cho nên con sinh ra đời thì người ta hỏi con bao nhiêu, và mẹ con nhớ là nó sinh lúc sinh đứa thầy đó, đứa con đó ấy. Rồi mình không biết bao nhiêu tuổi mà tên con, mẹ con cũng không biết nữa. Cái bộ con đừng ngơ mà. Thì con ngơ thì có ba anh em, thằng anh con là thằng Ngã, con là ngơ, thằng em là quê. Thế là ba thằng câu hỏi đó. Ngã là tiếng tay gọi cũng đâu được. Ngơ là tiếng tên gọi anh trong cái, quê là tiếng tên gọi không nghe. Cho nên rồi không biết bao nhiêu tuổi nữa. Sau khi ra Đà Nẵng thì ông bác chụp con phân định một cuộc. Ông hỏi tên gì, bao nhiêu tuổi thì con có tên Ngơ. Bao nhiêu tuổi nào không biết. Bắt đầu từ đó, ông nói thôi, cho sinh 1945 đi. Ngày 2 tháng 2 1945 kia vậy nhớ. Bắt đầu thì con có khai sinh từ đó. Từ ông bác cho. Rồi sau khi đi vào miền Nam đi tu thì tôi chỉ biết rằng trong ngày khó khăn, cha mẹ và con không có, thì thầy cũng cho. Bởi vì tuổi còn nhỏ, đến cái cơ sanh thì còn nhỏ quá. Mới 14 tuổi rồi, sao đi tu được. Cho nên không cho con. Sau đó, phải nó nhờ đến hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm. Cũng ai cái thang nói bằng cách nhẹ nhàng cho nó bảo khổ muốn đi tu khó quá. Thế mà trong 2 tháng sau thì ông anh chú bớt chụp con từ Đà Nẵng vào thăm người chú. Rồi con mới nhờ anh dẫn lên chùa Bạch Thọ xin được sư cha. Ở đó đến năm 1960 thì hòa thượng bây giờ quý vị biết là con thờ đó, hòa thượng Từ Hiệp lắm cái chùa Giác Nguyên, Lỗ Đình Giác Nguyên. Lỗ Đình Giác Nguyên này do hòa thượng Thích Hành Trụ làm vị chủ. Sau hòa thượng Hành Trụ giao lại cho ngài Thị Tường, vì ngài Thị Tường và ngài Hành Trụ là kết nghĩa anh em huynh đệ. Cho nên từ đó hòa thượng Từ Hiệp đưa hòa thượng Thị Tường đưa qua chùa Giác Nguyên, Lỗ Đình Giác Nguyên bây giờ. Nhưng mà hòa thượng Từ Hiệp không có đệ tử, cho nên tôi đưa với hòa thượng Hoàng Thọ là xin con giữ người huynh đệ là Thích Minh Thù, tên là Ngô Đình Diêu, về để làm đệ tử ngài để trong cái chùa thôi. Cho nên quý vị thì bắt đầu từ đó thôi. Nhưng mà có điều hòa thượng đặt thị tường đặt cho con một minh tánh khi mà phủi tóc đặt minh tánh. Nhưng mà trước đó là con đã quy y với dòng chúc thánh, lâm tế chúc thánh tại Quảng Nam, mẹ con dẫn đi hồi nhỏ. Hòa thượng Trí Minh đặt cho con là Thị Đức, lấy tên là Thị Đức. Nhưng rồi ngài vẫn cho con là minh tánh. Bởi vì tại sao? Vì giáo hội Phật giáo trong nhà Nam Việt lúc bây giờ quan niệm rằng người nào là đệ tử quy Phật đều là con của giáo hội, cho nên là nam minh nữ diệu. Cho nên cái gì thường hay chứng minh thì diệu đó là con của nhà tăng già Nam Việt lúc bây giờ. Con theo điều đó mà không thấy thì hòa thượng Thiện Hoa là giáo học sư của con. Ngài hỏi này cái thầy cái tánh, giờ thầy đi nhận chùa thì có nhiều ngôi chùa ở miền Tây, các tỉnh miền Tây lớn, bây giờ cứ thiếu người. Con thưa anh ấy là tập thượng tọa, rồi nó ngài thượng tọa cho con xin gì nè. Là vì khi con đã phát nguyện rằng khi người xuất gia vì đạo giải thoát, cho nên con không xin nhận ngôi chùa nào cả, và cũng không nhận một người đệ tử nào cả, dù tại gia hay xuất gia. Và con chỉ có một điều duy nhất là phục vụ cái giáo hội, phục vụ cái mọi người như lời của ngài dạy, là nơi nào chúng sinh cần con đến, nơi nào Phật pháp gọi thì con đi. Cho nên ý nguyện đó được 10 năm.
sau 75 thì Chúa quyết định giết rồi. Thì không biết chùa chỉ ở lang thang, ở chùa nào mà chừng một hai đêm thì các anh công an đưa xếp hộ khẩu đó, cho nên không ở. Cho nên từ đó mình có ý niệm là cái đi nhận chùa, đi xuống túc cái duyên niệm cổ cò thu hữu được đấy, nhận mà 20 người nhưng mà cuối cùng là không được, ở không được. Lần thì ở thì phải tổ chức Phật tử đi học, tu bắt con trai thì nhớ. Thì lúc bây giờ các vị ấy nói là con đến đó làm suy yếu xã, cái xã đó, cho nên rồi trục xuất công an khỏi xã 24/1. Từ đó được qua cái bè cũng làm cái người đó, cũng chính là tầng ấy không tu bớt công an, nhưng mà Phật tử ít đi cũng vừa. Bây giờ họ đâu có hiểu đạo là gì, vì nó với cái miệng nó còn là miệng thôi, quý vị được hòa tăng của sư môn không à. Cho nên cuối cùng con giờ gõ tâm linh. Má này khi mở một gõ đường ra thì cả 5-7 tuổi thanh thiên niên đấy học suốt cả 3 tháng trời vang dội cả xã. Xã họ nói là con tổ chức thanh thiên niên để lần lập đổ tiếng Việt, rồi cuối cùng sẽ qua ra đi thôi. Có nói như thế có nghĩa là một cuộc đời mà trải như vậy thì thấy mình sao đi đâu không được, ăn trời đã bao la rộng thế mà kiếp một chân cái dừng lại cũng không được. Rồi cuối cùng là nghề chấp trước vũ thứ chuyện trời rồi lang thang lên trên tâm lệ thi chí, rồi lang thang lên đỉnh quán mua một cái rẫy, Phật tử cúng một cái rẫy, cũng mua thêm một chiếc mang thật lên mổ. Trong đó thì gồm có thầy tâm tường, thầy tâm chánh, một số người đã treo con để làm rẫy. Nhưng quý vị biết là cái cốt là cốt thì chùa có ăn tới không nè, mà đi làm rẫy làm rẫy cứ cái cỏ mọc sao, cho nên thôi đó. Cuối cùng anh em mỗi người cũng ly tán rồi cho rẫy người ta luôn. Đến bây giờ thì lại vẫn cho chứ không có lấy tiền nữa. Rồi cuối cùng đi về thì này phải đi cái năm mà đó nhất là quyết định nhất năm mà ăn bao bao. Năm ấy con về tại chùa Long Quang, cái nơi này là nơi của thầy Thiền Hải ở cái chùa ấp năm ấy, sát cái ấp cái cầu trại ấp năm Long Phước và ấp năm của cầu trại. Nhận cái chùa mà quý vị thấy lúc bây giờ đoán mà ở cái chùa tháng năm vị thầy khắc sĩ cũng có sập pháp ban cũng có, tôi đủ thứ chuyện một năm ông mình dưới đầu của đó. Rồi cuối cùng đâu có ai cúng cái gì, Phật tử nghèo lắm. Lúc bây giờ mới bị giết mình, phải nói là gia đình của thầy Thiền Hải này tội. Cha mẹ em ngủ buổi sáng như vậy là phải đi mốt lúa, phải đi ra rồi một số người là đi từng đoàn với những người để đường cùng vẫn đến đời. Khi họ mốt lúa xong rồi buổi chiều rồi trở về thì mỗi người về ghé chùa cho mình ở luôn cả nuôi năm cũng thầy ăn ấy, thì quý vị biết là ăn giỏ khôi mì, khôi mì người ta lột hết rồi ta lên cái giỏ đỏ đỏ ta cho chùa, không có muối nữa là chúng tôi phải lấy là cho ngâm lên rồi sắc ra rồi nấu cho các vị ăn. Ngủ thì không có giường ngủ cũng có gì nha, cho nên là nhưng mà chúng tôi có chịu đựng những cái ngày đó mà các Phật tử rất là tội nghiệp. Thế mà tối nào ở Phật tử ở ấp năm đồ cạn cũng kéo đi đến tụng kinh, đó là điều căn ngủ vô cùng. Vì họ thích tu, thích tụng kinh mà phải đi cái này cái ngày này. Lúc bây giờ thấy là một Phật tử, thấy tâm đi Phật tử, ông biết ông đi chôn, ông biết con gì đâu. Tại không mắc cái gì chùa. Rồi mình thấy biếu chùa thì ăn thôi, chùa sáng mai nhà đi chùa suốt. Bởi vì khi mà đầu có mình không có nhổ cây, người ta ngoài như này, bẻ cũng còn bị lấp lại, như nguyên vậy.
sáng mai chủ nhà sang dỗ câu việc để cây cùng đó. Cùng chơi đọc đó. Với các bạn bằng cùng sinh đạo đạo không ăn cắp câu mình lên gì ăn đó. Cùng chọc bất cái đó. Cái này phải nói là phải lắm vì cái hành nghề giúp quý thầy nếu mà không đủ khả năng thì chỉ có việc đó. Thì hôm nay có xin sáng hối điện này phải nói là tri ân những con người này và sau đó thì quý vị thấy là con đã lâu quan dù lâu quan một thời gian thì được bác tầm bác hai ngàn thì phương ấy, bác tầm là pháp danh thiền bác ấy. Rồi bác sẽ phân lên cuộc sống lên và xuống như có người giới thiệu cho nên cái gì nó xuống như chùa Long Quang mời con về đây để làm điều trị này bắt đầu năm 80 thì đi tới thăm một vài lần đến 81 thì chính thức về ngôi chùa này. Thì quý vị khi về ngôi chùa này thì quý vị thấy là như thầy Nhiệm Quang ở Thường Chiếu là bạn học còn nhỏ, ông ta không thăm, ông nói câu anh ăn lắm, anh ấy khổ rồi, mà nhà cái chùa khổ dữ vậy. Nếu anh ta khổ thì phải dạy chùa to lên chứ. Coi như là đơn giản, cuộc đời tôi chỉ có phò suy, không bao giờ phò đạt. Đó là điều thứ nhất. Nơi nào suy tôi sẽ đến, thịnh thì không bao giờ có mặt tôi. Và tôi nhận cái nơi nào người ta bỏ, người ta không thích thì không có sự tranh chấp, không có sự giành giật, tôi an lòng tu tập hơn. Rồi nhiều ngày đấy nữa trở có người thế này và đến đường cùng mình để nhưng mà tôi chỉ nhìn từ đó. Nhưng mà rất may mắn về đấy có những em nhé, những em Phật tử tập thành cái ban hộ niệm, ban hộ niệm phải có anh Sơn này, có chị Bích này, có chị Trí này ha, có chị Xuân ấy, một số sang có chị Xuân đi tu, rồi cô chị ở bên đi tu bên chỗ ngài Phật Ánh, rồi thầy trò tối nào đi tụng kinh nơi nào có người qua đời thầy trò đạp xe đạp đi, rồi ôm một bó nhang đi bán, nhưng thật sự cho nên mình phải say đó, cuộc đời ý chí đó nó có cái năng lực đó, nó có cái gì đó trong sự kỷ niệm lớn. Rồi quý vị thấy là có nhiều vị hòa thượng bây giờ còn số như hòa thượng Từ Nhãn, hòa thượng Niết Bàn, hòa thượng Niết Bàn tịch rồi đó, rồi hòa thượng Bất Nhã, bốn năm vị trước đó chỉ còn lại Đức Từ Tọa thôi, lên đây chơi, cô không có gì đãi cả. Vì cái chùa này lại có gì muốn có cơ năng là phải tổ chức tu bắt con trai à, cho nên ngày tu bắt con trai thì mấy bà già đó phải được chín ký gì đó mà không có ký nào đó. Thì có móc gạo đem lên này, cái rồi còn cái gạo nó nấu đã cho quý thầy mà đâu có gì lại cái gì. Khi mà đến nấu cơm thì đậu đen nó rơi xuống và lấy cái nón che lên à, rồi mấy thầy cũng cầm nón che để luộc rau ăn kem với nước muối. Nhưng mà cái tình đẹp quá, bây giờ thì không còn là hình ảnh đó. Rồi sau thời gian thì quý vị thấy thì ngài Phật Tánh về đây, ngài Từ Thế về đây à, và trước đó là Hòa Thượng Minh Tâm về đây. Về đây trong hoàn cảnh thì phải nói rằng hai anh em và mấy thầy thì ngủ ở trong con với thầy Hòa Thượng Minh Tâm là kéo cái bàn ăn cơm đó ra vô lúc nhãn ngủ, bởi vì lúc bây giờ đồ đen nhiều quá, khuya nó nặng cắp nhãn nó thấy hai con thầy chùa ngủ không thể nhãn nghe no nó chạy quá trời quá đất à, cho nên cái này là phải nói một kỷ niệm lớn của mình à, mà ở đây có một bà người yêu đó à, bà này nó thương thật với thầy và nó là rất thương và giữ chùa khi mà không có ai ở đây. Thì chùa này trải có bốn đời hòa thượng, mỗi vị thượng hòa thượng ở dưới đấy được năm ba năm, năm bảy năm rồi ra đi, chùa không có, cho nên chỉ có là ông Bất Đồng rồi có mời cô mười lên đây để
để mà coi chùa, con còn nhớ và tự minh tâm, thấy nó luôn vui quá, thấy cây có vui, sắc cây chặt, lấy được để chặt, bị và con người nó quá trời quá lắm, nó thì vừa phát vừa vui được, cho nên phải nói rằng cái kỷ niệm nó lên, nhưng mà chúng tôi mình thấy không sao cả, thế mà sau cái dần thì bà lại mua đồ ăn ngon đãi ra. Năm nay là từ đó nó có nhiều rồi, rồi thầy Tấn Hòa, thầy Tấn Tường cũng ở đây, cái vị này bây giờ thì ở Canada, ở Mỹ, thầy Đình Đế thì bây giờ ở Xuân Cầu, cũng như thầy Tập Tấn, còn vài tượng Minh Tâm thì quý vị biết rồi, thầy gắn gặp tới Tử Lâm, và lập cái chùa ở Bộ Tây, mua đắp là chùa tới đây là Phật Âm, và từ Phật Âm á. Rồi lớp sau nữa thì quý vị thấy là có thầy thầy Trình lớp sau thì có thầy Trình Sĩ khi thầy học ở lộ tiến sĩ xong bây giờ đi ở Mỹ, rồi thầy Diệp Thiếu lớp sau đó thì bây giờ thầy này thầy đương ở tại Khánh Hòa. Và nơi Khánh Hòa này Phật tử cũng có ba mẫu lưỡi đất trên một cái đồi, và thầy cũng có ba mẫu lưỡi đất nhập lại thành bảy mẫu. Và trong lúc đó thì khi cúng bây giờ thì con cũng biết tới lui, nhưng mà thầy trồng cây nhiều để trở thành tầm lâm. Thì mới đây thầy điện thoại và thầy báo rằng năm nay sẽ ủi bằng và xây con chùa với tên là Tổng Long Thủ Lâm, với vẫn với tên là Thủ Lâm. Thì không nói thôi giấy tờ của đứng, nhưng mà tất cả tôi giao mình gì là thật ra trong đời tôi đi xuất gia không chưa bao giờ tôi kêu gọi ai cúng một đồng nào tiền để mình xây chùa cả A B C cả. Cho nên khi đi mà làm việc với cháu như vậy, có nhiều thầy đưa sổ, nhiều cô đưa sổ nhờ con bằng đạo, con bị từ chối. Bởi vì trên cái cương vị một người xuất gia đi hoàn pháp đi chúng con thì không thể nói cái chuyện đó được. Cho nên có nhiều thầy cô cũng buồn cái chuyện này, nhưng mà cũng nên thông cảm chuyện đó. Rồi bây giờ các vị đệ tử ở đây thì quý vị thấy rồi, đệ tử ở đây xuất gia trong đó cái gì? Ở đây này cũng gặp tâm nhí với cuộc xuất gia đây. Bây giờ có ba đệ tử đấy. Rồi có là ra đời cũng gần 10 người như vậy đấy, chùa này đấy. Nhưng mà rất may mắn mà anh em đều có được công ăn, đều có việc làm, nhưng mà có điều là ít về chùa, anh em đi về chùa. Còn lại những vị ở đây thì quý vị thấy là khi con ở Long Quang, chùa Long Quang này sau ba ngày 30 tháng 12 85 là một biến động lớn, cho nên nhà nước đã có 200 người, trong đó có thầy Tâm Quang. Thầy Tâm Quang đó chính là thầy của thầy Thiện Hải xuất gia, rồi bây giờ thì thầy đã qua Mỹ và chùa đó thì sau này thì bây giờ là do cô Minh Nghi mở. Sau đó thì lập cái chùa cùng các Phật tử vào cả lập cái chùa Thanh Trì. Con vẫn cố gắng cho chùa Thanh Trì này suốt cả mấy năm, và bây giờ là cô Liên Hạ ở. Và sau đó nữa tiếp tục là lập cái chùa là Vô Lượng Thọ. Chùa này mà con Phật tử cúng đất xem tu mua máy xào đã hơn một mẫu, bây giờ thầy Thiện Lương đang ở. Và có cái chùa là chùa Bửu An, chùa này con cũng lập nhận trách nhiệm sửa sang giao cho người ni đệ tử ni đầu tiên là cô Vũ Thị Đèo pháp danh Diệu Xuân làm chủ trì. Nhưng qua những cơn bạo lực là cô đã ra đi về với tổ Phật. Ngôi chùa này giao lại cho một người bạn của cô, nhưng sau đó người bạn cô không kham nổi để nhường lại cho một vị thầy, cho nên là vị thầy đó bây giờ cũng lên quản lý chùa đó. Rồi tiếp theo quý vị thấy là
Vì là chùa đã xong rồi, con có lập cái chùa gọi là lại pháp cũ ở Bà Rịa đó, giao cho vị ni, thì cuối cùng vị ni ấy sợ ma sợ gì đó biết. Mà cái chùa này là do công lao của một vị Phật tử pháp danh Chiếu Mãi, Chiếu Hiền. Hôm nay thì có chị Chiếu Hiền và các con đi theo đó. Anh Chiếu Hải này là người Phật tử thuần rằng, trong lúc thời buổi cơm cao gạo kém, thế mà anh vẫn có ca kính được một cây hai, mua một mẫu đất. Mà lúc bây giờ quý vị biết là những người này nhà tu thì không được hộ khẩu ở đó không được là đứng tên, không được gì hết. Cho nên chúng tôi mới giao cho sư cô ấy coi quản lý. Rồi anh Chiếu Hải này là bỏ tiền các phòng ốc, cũng tốt khá, nhưng rồi chùa ấy thì cũng đã giao cho người khác, không biết giờ người đã ở rồi. Như vậy thì quý vị biết rằng nó là như vậy. Sau đó có một ngôi chùa Vân, cái chùa Pháp Vân, cái chùa Vân này là Vân Lâm, giao một người cư sĩ người Trung Hoa tên là bà Lâm Toại Bình. Bà và gia đình là rước hòa thượng ở đây, tâm thiện ở đây, ra những đường ngoài đó. Và sau khi hòa thượng trì dịch thì bà đã giao cúng dường cho chùa Vân Lâm. Thì lúc bây giờ quý vị biết là ba của ngài thầy Thiện Hải là ông Thiện Tài. Ông này nó đúng ra là ông người xuất gia cho con đầu tiên đó. Nhưng rồi ở một thời gian, nhưng mà duyên nghiệp không thể kham nhận được, ông trở về nhà. Rồi ngôi chùa đó cuối cùng là con đã cúng lại cho Ni Sư Như Trí, và Ni Sư Như Trí là giao cho cô Thánh Điểu. Bây giờ tôi là chủ trì ở đó. Cô nói như thế để quý vị biết là trong cái quá trình sinh hoạt thì nó là như thế. Và có một ngôi chùa rồi Thất Văn, ngôi chùa này do một cô ni xuất gia và của con. Thì con sau có chết thì ở đây các chư ni đi học ấy không ai không nhận được, cho nên giao cho thầy Kim Định ở Bạc Hà, ở An Lạc Thành, và thầy đã đưa học trò về làm chủ trì tại đó. Như vậy thì cuối cùng thì chỉ còn có cái điện chùa Vân Lâm thôi ta. Còn các hàng Nhật tử bây giờ đến lãnh chùa thì nói nhiều. Người thứ nhất là thầy Thích Thiện Bướu, là đương làm chủ trì ở bên Chiên Trạch. Kế đó thầy Thiện Pháp, và hiện tại bây giờ thầy quản lý 4 ngôi chùa, và một đạo tràng lúc nào cũng càng 300 người